Dạ. À, như em được biết thì hôm nay tới lần 2 chị làm lại công nghệ in therapy của bên em. Tới thời điểm này chị thấy là cái da mặt mình cũng có cái sự thay đổi đúng không chị ạ? Mặc dù là lần thứ hai nhưng mà trước khi làm lần thứ hai thì bữa nay những thấy đã hơn 1 năm rồi đó, Dạ. coi như là cũng 13, 14 tháng rồi, Dạ. 15 tháng rồi đó chứ, Dạ. mà mình vẫn còn thấy nó còn còn căng, Dạ. còn xăng, nhưng mà thôi đến hạn đã lên cho nên mình làm để mình duy trì, đừng Dạ. để cho nó trượt nó Dạ. xuống rồi mình Dạ, đúng làm rồi chị. thì nó sẽ nhiều thời gian hơn và nó không hay lắm đó. Dạ. Thành ra là mình thấy là nó vừa đúng liệu trình đó thì mình Dạ. làm, mặc dù là Mỹ là hơi trễ rồi đó, Dạ. Mỹ là hơi trễ rồi nhưng mà tôi thể nó còn căng nhưng mà mình làm Dạ. nó sẽ căng hơn được, Dạ đúng rồi nó chị. sẽ có cái độ căng bóng nhiều hơn được, Dạ thì đúng nó rồi sẽ chị. đẹp hơn Dạ. nếu mà mình để nó trở lại ban đầu. Dạ. Thì nếu mà duy trì được cái này đều quá chị, thì tại vì cái quá trình lão hóa nó xảy ra cho mình liên tục mỗi ngày mỗi giờ chị Mỹ ạ. À. Vừa rồi chị làm da chị rất là căng, rất là tốt, tuy nhiên thì một thời gian sau đó nó lão hóa tiếp tục, mình làm để mình đẩy lên trở lại, da mình lúc nào cũng có thì cái đó, độ duy trì thì tốt. chị thấy nhiều người cũng nói là sao còn đẹp đấy, Dạ. đẹp nhưng mà So với lại trước đây thôi. trước đây Dạ. á, thì nói chung là mình duy trì đó, Dạ. nếu mình có làm được thì có thể là Mỹ cũng quá ngày rồi. Dạ. Nếu mà mình duy trì được 6-7 tháng mình làm là đẹp Dạ. nhất, nhưng Dạ. mà Mỹ thì không có thời gian, với thấy Dạ. nó chắc nó cũng hợp hay sao, Dạ. cho nên là bây giờ thì mới thấy là nó tới thời gian mình phải làm thôi, Dạ. cho nên là Mỹ nghĩ là mình nên duy trì. Ví dụ như mình làm đã đẹp, mình thấy đẹp rồi mình cứ cứ không 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 làm á, Dạ. thì thời gian nó sẽ đi xuống, Dạ. mình đừng để nó đi xuống rồi mới làm. Dạ. Cái tiêu chí của Mỹ là vậy, Dạ. cho nên là mặc dù trễ nhưng mà cũng không muộn. Dạ. Nhưng mà so ra với trước đây thì em coi hình ảnh thì em thấy cái nhất là cái vùng hai bên hàm của chị em thấy nó săn lên lắm, và đặc biệt là cái vùng mắt của chị nó giảm nhăn hơn rất là nhiều. Chị cứ duy trì cái này đều thì càng ngày mình càng trẻ hơn chị Mỹ nha. Chị cố gắng. Dạ. Dạ vâng ạ. À. À, bây giờ tụi em sẽ chuẩn bị phòng, mình nhờ chuẩn bị mình lên làm lần thứ hai chị Ok. nha. Chào tất cả mọi người, chúng ta đang có mặt ở khu vực điều trị của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Thì như các bạn đã biết là sáng nay nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã đến và làm dịch vụ bên thẩm mỹ viện BB Thanh Mai mình. Thì theo chân điểm để xem chị Thoại Mỹ làm những cái dịch vụ làm đẹp bên mình và những trải nghiệm của chị Thoại Mỹ nhé. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng hỏi thăm chị Thoại Mỹ xem là chị Thoại Mỹ vừa làm xong cái dịch vụ sóng cao tần thì hôm nay là cái cảm nhận của chị Thoại Mỹ mỗi tuần chị đến chăm sóc da thì sau mỗi lần thì như thế nào nhé. Dạ em chào chị Mỹ ạ. Chào em. Dạ. Em thấy là chị đang đi cái máy sóng cao tần. Uh-huh. Thì sóng cao tần vi điểm này thì nó có tác dụng là tăng sinh collagen, giúp da của mình nó căng nó mướt. Thì không rồi. Biết là sau mỗi lần làm thì chị có cảm nhận gì về làn da của mình chị ha? Ồ, chị thấy sau khi mà chị làm therapy xong á thì chị thường xuyên á, chị mỗi tuần chị làm máy sóng cao tần này nè. Dạ. Chị thấy nó hiệu quả lắm. Dạ. Giống như cái máy chị đang chạy thì nó làm bề mặt da của chị á. Dạ. Nó mịn màng, nó căng bóng lên. Dạ, dạ, đúng. Và những cái mà cái nọng đồ của chị nó cũng tan dần mở đi. Dạ, đúng rồi. Rồi có lúc thì mấy em chạy cho chị là cái sóng cao tần mà có gel á. Dạ. Thì nó cũng rất là gước. Dạ, đúng rồi nó cũng xóa nếp nhăn được cho chị Mỹ. Dạ. Chị Mỹ thấy là chưa làm in therapy thì làm cái này cũng rất là hiệu quả. Dạ đúng rồi. Thí dụ như làm cái này không làm in therapy thì hiệu quả cũng là 7-8 rồi. Dạ. Còn nếu mình làm in therapy trước xong mình làm cái này mình duy trì thì cái hiệu quả chị Mỹ thấy nó sẽ toàn diện như ý dạ. mình muốn hơn. Dạ. Thật ra thì cái in therapy thì cái tầng sâu của in therapy rất là sâu, còn máy sóng cao tần thì cái tầng sâu của nó đi là sóng RF, làm chủ yếu là giảm các vấn đề về nếp nhăn trên bề mặt da. Và khi mà chị đi sóng cao tần vi điểm thì nó tác động trực tiếp tới cái lớp cuối cùng của cái lớp tăng sinh collagen, tức là tác động tới cái mô mỡ, cái phần liên quan tới phần nọng nè, hai bên má của mình nè, nó đúng rồi. Liếp hơn chị Mỹ thấy nó liếp rất là rõ luôn á. Dạ. Xong thì thấy cái mặt mình nó có chút xíu vi lai. Dạ. Thích lắm, làm dạ. cái máy này chị Mỹ rất là thích. Dạ. Với lại chị Mỹ cũng muốn duy trì á. Dạ. Duy trì để cho cái cơ của mình nó tăng sinh collagen. Dạ. Thì cái cơ của mình nó sẽ đẹp và nó căng bóng mày bề mặt da, nó xóa dạ. được nếp nhăn cho mình nữa. Dạ. Nó hỗ trợ cho mình em rất thấy là da của chị hôm nay rất là đẹp. Ừ. Dạ. Thì hôm nay chị Mỹ cũng thấy cũng ok rồi, được dạ. nhiều người cũng sau khi gặp lại thì thấy da chị Mỹ bữa nay đã thay đổi rất là nhiều. Dạ. Nhiều thôi đó. Sẵn đang chị em mình nói chuyện thì Thoại Mỹ cũng có lời đến các chị em của mình hãy thường xuyên chăm sóc da, hãy đến BB Thanh Mai
để mà mình chăm sóc da thường xuyên hơn, điển hình là chạy cái sóng cao tần này thì da của mình nó sẽ săn chắc, nó sẽ lâu chảy xệ hơn, nó giữ cho mình cái sự đàn hồi tốt lắm, đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ rất là chân tình với các bạn đang xem chương trình livestream. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình livestream ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Chào mọi người. Xin chào và các chị em đừng quên làm đẹp cho mình nha.